giờ mình câu được mấy con cá nhỏ các bạn. Giờ mình chạy tới đây là cầu Bay Bridge của Maryland, đi đường đi Ocean City các bạn. Thì giờ mình vô chính giữa hai cái cầu rồi mình câu ở đây. Mình mua trùng máu, mình câu mấy con cá này các bạn. Câu móc mấy cá này mình thả xuống mình câu mấy con cá. Rock fit cho các bạn. Strike bass. Trời ơi, không có cây rỡ rồi. Cầu mình cũng dính đấy chứ. Này 18 mình. À. Mình sơn câu người ta vớt không cũng đủ. Sơn nay là ngày của Sơn các bạn ơi. Bích kỳ à. Từ từ. Yes. Trời, con này vô thùng được á. Wow. Sơn đây đúng con này bự được Sơn. Dư tuổi. Dư tuổi ở đây. Ờ, dư tuổi bỏ đó đó. Đây. Rất kỳ dơ luôn à. Rất kỳ dơ luôn. Cúc cuối. Cúc cuối. Trời ơi. Kỳ đẹp chưa? Kỳ đẹp chưa? Rút rồi. Bây giờ là được. Thì là anh kéo ấy đi chọc. Kéo vào, kéo neo lên không? Đâu quá đã. Cắt dây luôn rồi Sơn, cắt dây luôn Sơn. Ấy kìm cắt dây luôn không? Clip cầm lên nha, khe hàng nha. Chốt được quá nè. Rồi bỏ vô chạy. Đừng có lấy gì nữa. Không. Lên đây. Lại đây, lại đây. Đó. Ồ, mà dính con này đảo quá ta. Đo thử cho ta. Trời ơi. 29.
6 bình. 9 em 7, 6 7 em 7. Trời ơi, ngon lành vô. Cái lưỡi của nó mà lấy ra được, cho lấy cái lưỡi nó ra luôn. Đẩy đi, đẩy đi, dụng mày sao đó. Trời hay lên được. Rồi, đủ vốn rồi các bạn ơi. Chạy nha. Này thắng lớn nha các bạn.